Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và nhắc đến vô lăng đua xe thì chắc là 99% đầu các bạn nghĩ đến đó chính là chiếc Logitech G29, cái huyền thoại ở Việt Nam bán rất là chạy. Nhưng đấy là các bạn nghĩ đến thôi, tại vì gần như tất cả các anh em đang sở hữu G29 sau một thời gian thì họ đều có bán đi, một trong hai lý do thôi. Đầu tiên thì họ chán thì họ bán đi thì mình không nói, và thứ hai đó chính là họ muốn nâng cấp lên những cái vô lăng có trải nghiệm tốt hơn. Tại vì sao? Tại vì G29 anh em nếu mà dùng thì sẽ biết những cái điểm khó chịu của nó, bao gồm đó chính là phản hồi lực chậm và nhẹ, và thứ hai đó chính là hệ thống bánh răng kiểu cộc mỗi khi mà anh em gọi là chơi game nó kiểu cộc rất là khó chịu. Và vì thế hôm nay trong video mình đến với một chiếc vô lăng từ một thương hiệu tầm trung và cao khá là nổi tiếng của Thrustmaster, một sản phẩm được gọi là dòng cao cấp của họ, đó chính là chiếc Thrustmaster T300 với giá khoảng tầm 10 triệu đồng, tức là một chiếc vô lăng thuộc thương hiệu gọi là cỏ sang. Đầu tiên, với cái mức giá 10 triệu đồng thực sự là không hề rẻ, nó đắt gần như là gấp đôi chiếc G29 cơ. Nhưng mà đấy là anh em nghĩ là có phải đắt đúng không? Nhưng mà thực sự nếu mà soi hẳn thông số chi tiết của chiếc Thrustmaster T300 này thì anh em lại thấy nó khá là đáng giá. Với cái mức khoảng tầm 10 triệu, anh em có một cái phản hồi lực tối đa là 4.9 Nm, tức là gấp đôi so với mức là 2.2 Nm của chiếc G29, gấp đôi nhá. Và thứ hai, đó chính là hệ thống phản hồi lực nó không dùng cái bánh răng của cọc, khi mà anh em lái cảm giác bánh răng nó khớp vào nhau ấy, rất là khó chịu. Thì T300 nó dùng là hai cái dây đai nên là phản hồi lực thứ nhất là nó mạnh nhờ cái 5 Nm, thứ hai nó rất là êm và không có cảm giác các bánh răng đang khớp với nhau, tức là phản hồi lực nó sẽ êm và mượt mà hơn chiếc Logitech G29, kể cả G920 rất là nhiều. Và anh em mượt thế nào thì nếu anh em có cơ hội trải nghiệm thử thì sẽ thấy nó cực kỳ êm và nó gọi là chắc tay ấy. Do cái phản hồi lực là 4.9 Nm, tức là gần 5 Nm, nên là cái cục vô lăng của chiếc Thrustmaster T300 này nó khá là to, và nó to hơn G29 khá là nhiều, và cái độ nặng nó là khoảng gần 5 cân cơ nên anh em mà cầm rất là chắc nịch. Nhưng mà hơi đáng buồn đó chính là lớp vỏ này của chiếc T300 nó vẫn chỉ là vỏ nhựa mà thôi, chứ chúng ta không có một lớp vỏ kim loại như những chiếc Direct Drive hào nhoáng, mà chúng ta vẫn chỉ có một lớp nhựa cứng ở ngoài này. Và nhựa này thì nói chung khá là chắc chắn, nhưng mà nếu anh em mà muốn tháo ra sửa chữa hay là các thứ ấy, thì trụ ốc bên trong nó sẽ khá là giòn, nên là anh em cực kỳ cẩn thận khi mà tháo, tại vì tình trạng gãy ốc là gãy trụ thì gặp rất nhiều những vô lăng Thrustmaster khi mà gọi là tháo ra và nghịch ngợm bên trong. Và tổng hợp của một cái thân sắt 5 cân và một cái thộ phản hồi lực gọi là khá là mạnh, nên là mình khuyên các bạn, trừ khi các bạn gọi nhà quá chặt ý, thì các bạn nên đầu tư một cái bộ khung đua xe, ít nhất là một cái bộ khung đầy đủ cả ghế, hoặc là không thì một cái bộ khung nhỏ nhỏ để ở trước mặt, thì để gọi là chiếc vô lăng này nó được chắc chắn. Tại vì kẹp vào bàn ấy thì mặc dù Thrustmaster họ vẫn cho chúng ta một cái kẹp vào bàn ở dưới, các bạn có thấy ở đây, nhưng mà kẹp vào bàn dù sao thì cũng sẽ không chắc chắn bằng việc các bạn bắt vít thẳng vào những cái bề mặt của những cái bộ khung đua xe, nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và cái kẹp mặt bàn này thì cố hữu Thrustmaster rồi, nó khá là yếu, và anh em chơi lâu ấy cảm giác có thể giật ra lỏng ra là khá là thường xuyên, nên là hãy là mua một cái bộ khung đua xe, ít nhất là bộ khung nhỏ, không thì khung to, chắc chắn bắt vít hơn và chắc chắn hơn rất là nhiều so với việc là kẹp vào bàn như này. Và cái tính năng của bộ T300 này thì ngoài cái việc phản hồi lực êm, mượt và khá là mạnh thì quảng cáo một tính năng nữa rất là nhiều, đó chính là tính năng quick release của chiếc T300 này, đó chính là tháo vô lăng nhanh. Nhưng mà thực sự đối với mình nó là slow release thì đúng hơn. Để tháo chiếc vô lăng của T300 này ra, anh em phải vặn một cái vít, sau đó anh em vặn cái cục bên trong một cách cực kỳ cẩn thận và lựa để cho những cái chốt kết nối bên trong nó không bị gãy. Toàn bộ công việc tháo vô lăng nó mất tốn khoảng tầm 5 đến 10 phút, và nói thực sự ra thì cái hệ sinh thái của Thrustmaster cũng không có quá nhiều vô lăng để các bạn thay ngoại trừ chiếc F1, nên là mình nghĩ tính năng quick release này không phải dùng cho các bạn để gọi là tháo ra thay vào liên tục đâu, mà chủ yếu nó dùng cho các bạn nếu mà muốn mốt vô lăng, tự làm một vô lăng vào ấy, thì các bạn sẽ in một cái bản 3D vào đây, các bạn chuyển là một cái ngàm 6x70 thì nó sẽ dễ làm hơn so với việc mà các bạn phải đấu lại mạch bên trong như những chiếc Thrustmaster T150 chẳng hạn. Và để so sánh ấy, thì những chiếc quick release chuẩn, thì những chiếc vô lăng Direct Drive hoặc là hệ thống quick release trên những xe đua nó chỉ tốn khoảng tầm 5 đến 10 giây so với 5 đến 10 phút trên chiếc Thrustmaster này, nên là hơi thừa. Và nói đến kích thước của chiếc vô lăng trên Thrustmaster T300 này, nó là 28cm, tương đương với 11 inch, và 11 inch thì thực sự đối với mình nó vẫn khá là nhỏ so với những chiếc vô lăng rally đúng chuẩn ở đây, nó khoảng tầm là 33 phân cơ. Các bạn thấy kích thước các khác biệt là khá là nhiều, nên cảm giác cầm các bạn vẫn thấy nó khá là đồ chơi. Và ngoài cái việc vì nó kích thước vô lăng nhỏ thì còn một việc nữa, đó chính là chất liệu trên chiếc vô lăng này, ngoài phần mặt plate ở giữa làm bằng kim loại thì toàn bộ xung quanh đều làm bằng nhựa, và đặc biệt cái khung xung quanh này cũng chỉ là phủ nhựa mà thôi chứ không được phủ da, nên cảm giác cầm nó hơi bị đau tay. Và ngoài cái việc mà kích thước vô lăng nhỏ ra thì một cái điểm nữa khiến mà cảm giác cầm của chiếc vô lăng này không thực sự tốt, đó chính là nó sẽ ngoài cái phần kim loại ở giữa ra thì toàn bộ bên quanh xung quanh là phủ nhựa, toàn bộ phần trục bên trong cũng phủ nhựa thôi, nên là cầm nó không cao cấp cho lắm. Mà nếu các bạn thích thì mình nghĩ các bạn nên làm một chiếc vô lăng khác
có kích thước nó to hơn để cảm giác lái phê hơn. Ở bên trên này chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các nút trên một chiếc côn tay cầm, nên là anh em dùng đủ, rất là nhiều thứ đủ dùng thoải mái. Và hai cái pedal ở đây gần gạt số này thì anh em nói dùng là phần nút ấn bên trong, được phần đầu từ nút ấn, nên ấn nói chung là cũng ổn, nhưng mà sẽ không phê bằng những cái nút sử dụng nam châm như những chiếc vô lăng cao cấp. Và cái thứ cuối cùng trong cái bộ Thrustmaster T300 là mình muốn nói đó chính là cái bàn đạp. Thì bàn đạp Thrustmaster bản RSCT hiện tại đang bán là bản cao cấp nhất ấy, thì chúng ta sẽ có đi kèm một cái bàn đạp T3PA, tức là đủ côn, phanh, ga. Và mặc định thì nó khá là nhẹ và đạp không sướng, nhưng mà nó phù hợp với những em nào dùng ngồi ghế gaming và không ghế không có độ bám chắc vào mặt sàn thì đạp phanh vẫn sẽ là đạp được. Nhưng mà nếu anh em những cái bộ có những cái bộ rig chắc chắn và anh em ngồi vị trí cố định và cái bàn đạp cũng được gắn vị trí cố định thì anh em nên sử dụng cái brake mode đi kèm của chiếc T300 để gắn vào trong cái T3PA này, thì nó sẽ đạp sướng hơn kha khá, tại vì lực đạp nó sẽ mạnh hơn và anh em kiểm soát cái lực đạp nó tốt hơn. Hoặc anh em nào mà biết về mạch điện tử nhiều hơn một chút thì có thể chế một cái như mình chế đây này, đó chính là cái bộ cảm biến cân nặng loát xeo, tức là thay vì dùng hành trình như trên ba cái pedal hiện tại thì dùng một cái cảm biến lực, anh em ấn xuống thì cái độ phanh anh em sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Nhưng đấy là anh em biết về mạch điện tử thôi. Còn nhìn chung thì chiếc pedal T3PA này ở mức gọi là đủ dùng và anh em có thể đảo ngược nó lại để thành như giống chân ga của ô tô nếu muốn ấy. Và anh em nên có một cái khung ghế, nói chung nó được thay 4 cái bánh xe đi, hoặc là khóa 5 cái khóa bánh xe dưới ghế lại, và anh em cắn cái brake mode của cái bàn đạp vào thì anh ngồi rất chắc chắn và cái kiểm soát được đạp sẽ dễ hơn. Thực sự đến hiệu năng trải nghiệm khi chơi game thì cảm giác đầu tiên khi các bạn lái chiếc T300 này chắc chắn đó chính là sự phản hồi lực mượt mà êm ái, nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với chiếc G920 cùng giá của Logitech cũng 10 triệu, nhưng mà lực phản hồi của T300 êm hơn rất là nhiều. Còn G29 thì thực sự là không có tuổi. Điều thứ hai các bạn nhận thấy đó chính là tốc độ phản hồi lực và tốc độ trả lái của vô lăng nhanh hơn rất nhiều, tại vì motor mạnh hơn. Nên các bạn hay đua rally hay drift thì đây là một cái mà các bạn rất là cần, đó chính là tốc độ trả lái. Còn nếu các bạn đua track như Assetto Corsa Competizione thì những cái thông tin từ mặt đường như là những cái đường curb này hay là cái pha mất lực bám đều được truyền tải nhanh và mượt và đến cái vô lăng. Nhưng một điểm yếu của T300 cũng như tất cả hệ thống vô lăng dùng cấu trúc khuếch đại như là G29 hay là PXNV9, G920 thì đó chính là độ sạch và chi tiết của phản hồi lực thì chưa thực sự rõ ràng. Vì kể cả dùng bánh răng hay dây đai thì cả hai đều là hệ thống khuếch đại tín hiệu, nên những cái tín hiệu nhỏ nhất, li ti nhất thì gần như sẽ bị triệt tiêu trong quá trình khuếch đại. Cũng như delay từ hệ thống dây đai hay bánh răng sẽ làm nhiễu các tín hiệu khi mà chúng quá gần nhau. Nên nếu các bạn muốn có trải nghiệm tốt nhất thì phải tìm những chiếc vô lăng direct drive cơ, cũng nó sẽ đắt hơn khá là nhiều. Nhưng đấy là câu chuyện nâng cấp về sau. Còn nếu mà các bạn theo dõi thì những giải đua online lớn như là 24 House Le Mans đều có những cực kỳ nhiều game thủ sử dụng chiếc T300 này, và rất nhiều game thủ chuyên nghiệp vẫn gắn bó chiếc T300 này từ hồi họ mới chơi đến bây giờ. Về tổng kết thì với cái mức giá 10 triệu này thì anh em sẽ có một chiếc vô lăng mà cảm giác nó là chiếc vô lăng để đua xe giải lập chuyên nghiệp, thay vì các vật đồ chơi như chiếc G29. Anh em bỏ ra mức giá khoảng tầm 10 triệu sẽ có chính là phản hồi lực mượt mà, nó mạnh và cả chính nó rất là êm. Và ngoài ra những cái tính năng bổ sung như là tốc xoay đến 1080 độ như xe thật, hay là anh em có quick release, slow release thì đúng hơn, bàn đạp đảo ngược và nhiều cái chức năng mốt bàn đạp, tại vì trên mạng họ dùng T300 khá là nhiều nên những cái việc mốt bàn đạp này hoặc là vô lăng khá là dễ. Và trong cái mức giá này thì mình thấy đối thủ duy nhất của T300 đó chính là chiếc Logitech G920, và thực sự G920 vẫn dùng bánh răng và nó không có tuổi để so với chiếc T300 này, tại vì rất nhiều game thủ chuyên nghiệp họ vẫn lựa chọn đó chính là chiếc T300. Và nếu các bạn đơn giản chỉ muốn tìm một trải nghiệm cảm giác lái xe thật hơn trên những bộ máy tính của mình, hay là các bạn muốn tham gia đấu trường chuyên nghiệp, thì Thrustmaster T300 vẫn là một cái sự khởi đầu sẵn sàng gắn bó với các bạn có lẽ khá là lâu trước khi các bạn bỏ ra mức tiền khổng lồ cho những hệ thống direct drive. Link sản phẩm mình để ở trong phần mô tả video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.